Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau và chúng ta cùng nhau bàn về một vấn đề ha các bạn. Về vấn đề thực trạng hiện tại đang có những thông tin liên quan tới bán tháo bất động sản, những thông tin tin rao về thị trường bất động sản. Thì thực tế là trên các trang báo, các hội nhóm, các tờ rơi, các mạng xã hội thì có rất là nhiều thông tin liên quan đến bất động sản ngộp. Nợ ngân hàng cần bán, đất ngộp cần bán, chủ nhà bị dí nợ, chủ nhà ngộp ngân hàng, thì đủ thứ các kiểu tin rao liên quan tới bất động sản hiện tại đang bị ngộp. Thì thực tế ra sao, thực tế như thế nào, thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu rằng là thực tế có phải như vậy hay không ha các bạn. Thì các bạn nên biết rằng là như thế này, trên thực tế chủ ngộp thì ít khi họ nói cho người ngoài biết lắm. Chỉ có một là chủ nhà biết, hai là cái người cho vay biết. Đó là hai người sẽ nắm được thông tin là hiện tại bất động sản đó có ngộp hay không ha. Một là chủ, hai là người vay, thế thôi. Và những cái người cho vay họ sẽ là người ngân hàng nè, người cho vay ngoài nè, những người mà đang tiếp xúc trực tiếp với cái chủ bất động sản đó, thì những người đó mới nắm rõ ràng rằng là anh này có phải bị ngộp hay không, anh này có phải bị dí nợ hay không, anh này có phải bị đuối vì ngân hàng hay không. Thì chính những nhân viên ngân hàng, chính những người mà cho chủ bất động sản đó vay, thì những người đó mới nắm được thông tin thôi các bạn. Và một thực tế là nếu mà chủ bất động sản bán giá hời thì tại sao anh chị của họ không mua đi, hoặc là người giới thiệu cho bạn bè nè, người thân mua đi, hay là còn lý do nào khác, thì mình phải tìm hiểu thật kỹ mới biết chính xác được rằng là những bất động sản đó hiện tại có phải ngộp hay không ha các bạn. Một cái bất động sản rẻ ngộp thực sự, ngộp ngân hàng thực sự, thì đầu tiên là người nhân viên tín dụng là người nắm bắt đầu tiên, vì cái tài sản đó là hiện tại đang nằm trong ngân hàng. Nếu bất động sản rẻ thì nhân viên họ sẽ tranh thủ mọi cơ hội để nắm bắt, hoặc có thể giới thiệu đến khách hàng của mình. Tại vì nhiều nhân viên, có những nhân viên họ có những cái mối quan hệ với những khách hàng khác nhiều tiền hơn, nhiều hơn, thì họ có đủ khả năng để họ mua lại những bất động sản đó. Thì nhân viên ngân hàng sẽ là cái người nắm bắt đầu tiên nha các bạn, là biết được rằng là khách hàng của mình đang ngộp, đang đuối, thì ok, mình sẽ liên hạc với khách và mình thỏa thuận với khách, em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái người này nè, có thể mua được bất động sản của anh, có khả năng mua được và có thể bán được ở mức giá này giá kia đó, thì để mình giải quyết được cái khoản vay của anh chị đến với ngân hàng. Và tiếp đến thì nhân viên ngân hàng sẽ giới thiệu đến người bạn bè nè, giới thiệu đến người thân nè, giới thiệu đến đồng nghiệp của mình nè, giới thiệu đến sếp của mình nè, đó, và mọi mối quan hệ xung quanh nữa, thì để biết được rằng là hiện tại khách này đang ngộp nè, mình có thể tận dụng cơ hội đó, mình mua được những bất động sản giá rẻ. Thì đó là những cái cơ hội trước mắt của nhân viên ngân hàng luôn. Và chính mình hồi xưa mình làm trong môi trường ngân hàng thì mình đã từng thấy những cái trường hợp như thế. Tại vì nhân viên ngân hàng sẽ nắm được tất cả những cái hồ sơ liên quan tới bất động sản, những cái hồ sơ mình đang quản lý, khách hàng của mình đang ở tình trạng như thế nào. Nếu mà khách hàng ngộp thì khách hàng sẽ bán rẻ, thì rẻ là người đầu tiên được tiếp cận với những bất động sản giá rẻ đó là nhân viên hỗ trợ tín dụng, nhân viên làm hồ sơ tín dụng, những cái nhân viên đang quản lý cái hồ sơ vay đó, thì họ sẽ nắm được một cái bất động sản đó hiện tại là đang bán ở mức giá nào, giá rẻ hay không. Nó rẻ hay không là biết ngay các bạn, tại vì dựa vào những cái định giá của ngân hàng là người ta đã được biết được cái mức giá của ngân hàng rồi, là mức giá thấp nhất rồi. Còn giá của thị trường thì họ tự tìm hiểu, tự kiểm tra. Vậy cho nên người nắm bắt được những thông tin khách hàng hiện tại đang có ngộp ngân hàng thật sự không, đó chính là nhân viên hỗ trợ, nhân viên hỗ trợ vay cho chính khách hàng đó. Còn về phía người bán, nếu mà muốn bán một bất động sản giá rẻ thì bên bán họ cũng ưu tiên đến bạn bè của họ chứ, họ ưu tiên đến người thân của họ. Nhưng mà những người xung quanh có những cái mối quan hệ mật thiết với mình, họ sẽ ưu tiên trước, chứ họ sẽ không có bán thẳng ra ngoài ngay lập tức được đâu. Cho nên nếu mà những bất động sản giá thực sự rẻ nha các bạn, thì nó đã bán được trước đó rồi, chứ không phải là đợi đến tin rao trên mạng đâu ha. Và nếu bây giờ có những cái tin rao trên mạng xã hội nói rằng là những bất động sản đó đang ngộp, thì cái khả năng ngộp không khả thi ha các bạn, không khả thi.
Đó chỉ là những cái chiêu trò, những cái tin giật tít lên để thu hút người mua mà thôi. Những ai mà chưa tìm hiểu kỹ, nghe nói ồ giá này nó rẻ lắm thì họ sẽ lao vào, thì những người đó có thể sẽ ôm bom hả các bạn. Vậy thì trước những cái tin rao ảo đó thì thị trường cũng sẽ ảo theo nha các bạn. Thị trường cũng rất là ảo luôn. Thị trường trong thời gian trước đây đã bị đẩy cái giá lên rất là cao rồi, khiến cho người mua khó tiếp cận được với bất động sản. Những cái thông tin hot nè, tin sốt đất nè, những cái dự án sắp triển khai nè, những cái quy hoạch sắp mở nè, thì đều được tung hô tràn lan trên mạng luôn. Vậy thì môi giới họ chấp nhận, họ bỏ tiền ra thiệt là nhiều để họ tăng cái độ phủ của mình, tăng độ phủ của thông tin. Và một người rao thì chưa đủ à, thì để tăng độ hot lên thì một công ty họ có thể là vài chục đến vài trăm nhân viên, và họ chạy quảng cáo thường xuyên, họ up cái tin của mình lên thường xuyên, thì họ rao một lần thì hàng cả trăm tin, họ chạy một quảng cáo một lần thì cái độ phủ của hàng trăm nhân viên đó nó phủ rất là nhiều, làm cho một cái môi trường, một thị trường nó chao đảo luôn. Và người xem thì khắp nơi, mọi nơi đều thấy những cái tin rao thế này thì họ sẽ tin tưởng hơn. Họ sẽ biết rằng ồ khu này sốt quá ta, khu này là đang được triển khai cái này, đang được triển khai cái kia. Nhưng mà thực tế ra đó là những cái tin rao ảo thôi, những cái tin rao để làm rên thị trường, làm nên những cái khu đó nó sốt ảo lên để mà thu hút người mua. Chưa nói đến là nhiều công ty chạy chung một dự án, nhiều môi giới chạy chung một sản phẩm, và làm cho thị trường nó có một luồng thông tin phân bổ đủ mạnh để phủ hết tất cả mọi thông tin trên các trang báo, trên các trang thương mại, những cái trang mà tin rao, thì tạo nên một cơn sốt đất. Đó là những cái tin, những cái thông tin mà thị trường ảo, chính những môi giới, chính những môi giới công ty, chính những cái chiến lược của công ty họ sẽ tạo ra. Họ sẽ làm cho mình cảm thấy được rằng là ở sốt đất chỗ này, sốt đất chỗ kia. Nhưng mà thực tế rằng là mình xuống đó thì chỉ có đất khỉ ho cò gáy thôi. Họ thổi phồng những cái tương lai, những cái dự định, những cái tiềm năng để đánh bóng cho những cái sản phẩm của họ, để họ dễ bán hơn. Và chính vì thế cho nên là sẽ có rất là nhiều người quan tâm tới những bất động sản đó. Và nhà đầu tư nào mà không nắm rõ thì sẽ dễ dàng sa bẫy hơn. Và dạo gần đây thì cũng có một các thông tin liên quan tới dự án nhà ở xã hội giá rẻ dành cho người nghèo tại quận 2 ha. Thì mình sẽ không tiện nói thẳng ra tên ở đây, thì các bạn có thể search vài đường trên Google thì các bạn sẽ thấy được nhiều thông tin nó liên quan. Nhưng mà thực tế hiện tại là chưa có các bạn, chưa có một cái chủ trương nào hết, chưa có một chủ trương nào là chính xác hết. Cho nên bây giờ những nhà đầu tư, những người đang muốn cần mua nhà thì hết sức cẩn thận trong thời gian này. Và sau những cái tin rao ảo, những cái thị trường ảo, thì nó sẽ phát sinh ra những cái loại giao dịch ảo nha các bạn. Nhiều cái giao dịch chốt hợp đồng được môi giới họ đăng lên để họ tạo cái hiệu ứng đám đông. Họ đăng lên những cái thông tin liên quan tới việc ký hợp đồng, nhận cọc, giao dịch, dẫn khách, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ liên quan tới giao dịch, họ tạo nên một cái thị trường, một cái giao dịch, cố gắng chứng tỏ rằng là thị trường hiện tại đang ổn và bất động sản của họ vẫn đang bán tốt, vẫn được giao dịch. Cho nên tất cả các bạn nên cẩn thận với những thông tin, những cái thông tin liên quan tới những giao dịch như thế này. Một tấm ảnh mà 10 người dùng, mỗi người một trạng thái khác nhau, mỗi người đăng một status khác nhau, đó, nó sẽ tạo lên một vàng muôn vàng những cái thông tin. Nó hôm nay tôi chốt được giao dịch này, hôm nay tôi dẫn khách này, hôm sau tôi chốt được giao dịch kia, thì tất cả luôn đó là chỉ là những cái bề mặt ảo thôi nha các bạn. Cho nên các bạn nên lưu ý rằng là những cái thông tin giao dịch như thế này các bạn nên xem xét thật kỹ và thật cẩn thận. Hết đăng tin rao ảo, hết làm thị trường ảo, hết tạo những cái giao dịch ảo, thì hiện nay có thêm một cái thông tin mới, một cái chiêu thức mới, đó là người ta giả chủ luôn các bạn, chủ ảo luôn, người bán ảo luôn, thì thị trường càng khó khăn hơn và các chiêu trò nó sẽ càng tinh vi hơn, khiến cho cái người mua không biết đâu là thật, đâu là giả cả. Đăng tin ảo nè, tạo thị trường ảo nè, tạo giao dịch ảo nè, thì nó đã quá quen thuộc rồi, nay thì họ ảo đến chủ nhà luôn. Có những trường hợp họ sẽ thuê cái anh bán nước nè, thuê cô bán vé số nè, thuê chị tạp hóa nè, thuê cái cô bán rau nè, lề đường thôi nha các bạn, để chụp cho mình chung một tấm hình với một cái căn nhà để làm một cái nền, rồi đăng lên với thông tin rằng là
cô chủ nhà A, cô chủ nhà B quá kẹt rồi, cần bán gấp. Chú C, chú D, cô này cô kia cần bán những căn nhà như thế này với giá lỗ để lo chuyện gia đình, để lo chuyện cá nhân. Thì tất cả những cái thông tin này các bạn nên cẩn thận với những loại tin rao như thế này nha. Các bạn sẽ thấy nhằm nhảm trên mạng luôn. Các bạn nên biết rằng là như thế này, một cái lưu ý là không có chủ nhà nào muốn bán nhà của mình mà lên tin rao cả. Họ càng không muốn chụp mặt mình đưa lên tin rao. Họ kẹt tiền, nói họ kẹt tiền rồi chụp rồi đưa lên, có việc riêng cũng chụp, cũng quay lên và nói. Cho nên là không có chủ nhà nào mà muốn như vậy hết các bạn. Cho nên cho dù kẹt cỡ nào đi nữa thì họ vẫn cứ im, họ cứ coi như rằng là mình đang ổn, mình đang tốt, và họ sẽ gửi những bất động sản đó cho người này người kia bán giúp. Loại thông tin giả chủ ảo này thì các thông tin bán nhà này với hàng trăm cái lý do khác nhau, chứ không phải là chủ nhà nào cũng muốn đưa cái mặt mình lên nói và đang kẹt để tôi cần tiền bán nhà gấp cả. Thông tin này là tế nhị nha các bạn. Cho nên các bạn nên lưu ý về những cái loại thông tin như thế này là mình nên xem xét thật kỹ. Trên đây là những thông tin thực tế chính bất động sản thường ngày đã trải nghiệm, đã nhận thấy được và chia sẻ đến các bạn. Cho nên các bạn có thể tham khảo và lưu ý cho mình những cái thông tin ha. Và hy vọng rằng có thể giúp được phần nào đến các bạn, các nhà đầu tư, những người cần mua nhà trong thời gian này, trong thị trường này. Cần nhìn thẳng vào một vấn đề và xem xét kỹ, chi tiết và tham khảo nhiều luồng ý kiến khác nhau để có nhiều góc nhìn khác nhau về bất động sản cũng như trong giao dịch bất động sản nha các bạn. Ngày xưa có câu là chọn bạn mà chơi, thì ngày nay mình có câu là chọn môi giới mà gửi ha. Gửi gắm niềm tin, gửi gắm nhà cửa, gửi gắm những cái thông tin. Đó là mình nên chọn những môi giới nào thực sự có tâm với nghề, thực sự có những cái kiến thức đủ để mà mình tin tưởng, mình trao cho họ những cái lòng tin của mình. Chứ đừng có cố gắng mà tin những cái thứ mà viển vông bên ngoài nha các bạn. Và các bạn hãy luôn nhớ rằng luôn trang bị cho mình kiến thức thật nhiều, kinh nghiệm thật nhiều và một cái tâm lý thật vững trước khi mình bước vào thị trường khốc liệt này. Thị trường này cực kỳ khốc liệt nha các bạn. Xin kính chúc tất cả các bạn đầu tư thành công, an toàn và lợi nhuận cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.